Hiện nay, mạng lưới giao thông ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, phát triển theo hướng liên kết vùng, nội vùng, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Trong khoảng thời gian dài, nhóm phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã đi ghi nhận, chứng kiến nhiều phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Cùng với đó, những cung đường huyết mạch dần quá tải, xuống cấp bởi tình hình nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách ngày càng tăng mạnh. Quốc lộ 5 là tuyến giao thông quan trọng, nối liền Hải Phòng với thủ đô Hà Nội. Đầu tháng 9 năm 2023, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã tìm hiểu về thực trạng an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5, đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên với chiều dài hơn 22 km. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, khu dân cư dọc hai bên tuyến quốc lộ 5 dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông đã vượt quá năng lực thiết kế. Ghi nhận tại nhiều ngã tư, lối ngang, nhất là giờ tan tầm, tình trạng giao thông lộn xộn. Lượng xe container chở hàng từ các tỉnh phía Bắc về Hải Phòng lưu thông trên tuyến rất lớn. Tại ngã tư phố Nối A, địa bàn tỉnh Hưng Yên là địa điểm thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do lượng phương tiện lưu thông với mật độ rất đông. Vậy ở đây từ năm 2010, năm nay là nó là 13 năm rồi. Ngày xưa thì nó vẫn cứ đông đúc cái này thôi, đây nó kho bia mà, bên này nó khu công nghiệp đúng không? Còn dân cư người ta làm đây cho nên nó rất là đông, đông đấy chứ mà không đâu, nói tốc độ là đông. Thế còn xảy ra tai nạn thì nó cũng có đấy, hay xảy ra va chạm. Xe gây ra tai nạn thường thường nó chỉ là xe chở hàng thôi, xe tải thôi. Ngược hướng Tây Bắc, quốc lộ 6 nối thành phố Hà Nội đi các tỉnh miền núi như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên cũng được xem là cung đường mà cánh tài xế rất dè chừng. Với chiều dài hơn 400 km, đoạn qua tỉnh Hòa Bình quanh co, dốc, hẹp và xảy ra nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt khi trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá. Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình có một số dốc đèo đe dọa an toàn giao thông như dốc Cun, thành phố Hòa Bình, dốc Quy Hậu, huyện Tân Lạc, đèo Đá Trắng, đèo Thun Khe, Thun Nhuối, huyện Tân Lạc và Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nhiều lái xe đi qua đoạn quốc lộ 6 cho biết, nếu không có kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ thì rất có thể xảy ra tai nạn do đèo dốc khuất tầm nhìn, mặt đường trơn. Thấy đi những cung đường này là nó đường cua đèo dốc này nó nguy hiểm ấy ạ. Ừ. Em là đi thường xuyên thì anh em đi lái xe thì đến những đường cua đường đèo dốc mình đường xuống dốc hoặc đèo thì nên đi chậm. Mà đường cua thì mình không quan sát được phía trước thì mình không nên vượt các xe khác. Những đoạn cua đèo dốc mà có cái biển cảnh báo đèo dốc đèo dài đèo cao ấy thì mình sẽ phải đi được chú ý hơn ạ. Em thấy đoạn đèo Đá Trắng này thì đèo cao và đèo núi đá có thể xảy ra sạt lở đá ấy. Đoạn đèo Đá Trắng, đèo Thun Khe, Thun Nhuối từ km 117+000 đến 130+100, địa phận huyện Tân Lạc và Mai Châu, Hòa Bình được xem là một trong những đoạn có nhiều phương tiện vận tải lớn di chuyển với hơn 70 km, nhưng gồm nhiều đèo dốc, cua tay áo, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy hiểm nhất. Ở trạm giao thông Tân Lạc thì được giao quản lý tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
trên tuyến quốc lộ 6 từ km 82 đến km 152 để qua địa bàn huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Thì trên cái tuyến địa bàn được giao quản lý 70 km thì có trên 40 km là đường đèo dốc quanh co, thường xuyên thì mặt đường thì trơn trượt, thường xuyên thì có sương mù. Trên tuyến hiện tại thì có 3 cái điểm là có là điểm đen về tai nạn giao thông, đó là km 130 đến 131, 140 cộng 200 đến 141 cộng 200 và 151 cộng 200 đến km 152. Qua cái khảo sát thì chúng tôi đã có cái văn bản kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình và Bộ Giao thông Vận tải để khắc phục các cái điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tuần tra xử lý vi phạm, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân chính đến tai nạn giao thông như là chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, chở quá tải và những các cái vi phạm khác. Chúng tôi kiến nghị là với lại Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình cũng như là Ban An toàn giao thông khắc phục các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để đảm bảo hoạt động giao thông thông suốt trên tuyến. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, hàng năm lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm. Đối với địa bàn tuyến chạy qua tỉnh Hòa Bình thì Hòa Bình là một cái tỉnh miền núi, rất nhiều cái cung đường đèo dốc quanh co nguy hiểm. Thực hiện kế hoạch 382 của Bộ Công an thì Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với công an các huyện thành lập các tổ công tác đặc biệt là đưa các cái lực lượng cảnh sát khác vào thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý vào các phương tiện như xe container, xe chở khách, xe hợp đồng, du lịch qua trên tuyến địa bàn, và đặc biệt là cử các tổ công tác cảnh báo người tham gia giao thông cũng như kiểm tra an toàn giao thông trước khi các cái phương tiện trên đèo, và đồng thời phối hợp với các đài báo từ trung ương đến cơ sở để gửi cảnh báo thường xuyên khi những ngày mưa gió và những cái ngày thời tiết trơn trượt và sương mù để người tham gia giao thông đảm bảo an toàn khi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phòng Cảnh sát Giao thông Hòa Bình trên tuyến quản lý, đặc biệt là tuyến quốc lộ 6, tuyến đường Hồ Chí Minh thì thường xuyên khảo sát các điểm đen, các điểm mà mất an toàn giao thông như trơn trượt, độ nhám không đảm bảo an toàn, kiến nghị với ngành giao thông vận tải thì đã có kế hoạch để xử lý, và xử lý cái trơn trượt này cũng là cái nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia khi qua các tuyến, và đồng thời thì cũng kiểm tra nghiêm đối với người lái cũng như là công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2023. Trên các tuyến quốc lộ trong cả nước, nhất là các tỉnh miền núi, có nhiều cung đường quanh co, dốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa và sương mù ở phía Bắc. Đối với cả cái lực lượng cảnh sát giao thông ở các cái khu vực miền núi và nơi có đèo dốc quanh co hiểm trở thì luôn luôn có cái tuyên truyền cảnh báo tới cái người tham gia giao thông bằng nhiều hình thức, ví dụ qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua những cái thông tin trên cái mạng xã hội, rồi qua cái tờ rơi, áp phích, những cái biển cảnh báo. Thế thì lực lượng cảnh sát giao thông còn trực tiếp hướng dẫn người tham gia giao thông, đặc biệt là những hôm thời tiết xấu ở trên các cái cung đường miền núi thì chúng tôi cũng có cái lực lượng là trực tiếp hướng dẫn cho cái việc là người dân phải giảm tốc độ, phải giữ cái khoảng cách, phải bật cái đèn chiếu gần để đảm bảo an toàn khi quá trình lưu thông ở trên đường, và cũng có những cái biện pháp là cấm đường nếu mà xảy ra sạt lở để ảnh hưởng đến cái giao thông đi lại của người dân.